Chào cả nhà nha, đây cho mọi người coi, đây là thịt chuột đồng. Mời hôm nay mời cả nhà ăn món chuột đồng nướng. Nướng gì ta? Nướng muối ớt hả? Hay nướng sa tế? Chuột này khìa cũng ngon, chiên cũng ngon, nướng cũng ngon. Cái gì cũng ngon. Nhưng mà nó bên chua cơm mẹ. Mùi vị giúp chơi chuột. Mày ướp chuột không nè? Giờ bỏ gì vô nữa? Ngọt với tỏi với ớt được rồi. Ngủ sa tế nữa hả? Không. Sa tế nó uống vô nó không ngon. Bây giờ đâm muối thịt chuột nướng muối ớt. Ướp tỏi ớt. Để miếng dầu ăn vô với chén vừa nạo vô cho nó lỏng ra, nó thấm vô chuột. Đã nha, ngọt ngay luôn á. Nó ngọt nó vàng chuột, còn ớt sa tế nó vàng nhưng mà nó không ngon. Mất mùi chuột. Cho nước dừa vô ướp nè. Quá thế. Có, được con. Đâu chết, còn sống ở chỗ khác. Không. Không. Chuột này ngoài sông hay nha. Sông. Ngoài mấy cây bần thôi. Nhiều đã thì cái bữa hôm nhìn bắt được con một. Nó ăn cóc nữa, cái cóc chín luôn. Cóc chín mít chín. Nhãn. Ướp để khoảng chừng nửa tiếng hay sao tiếng. Tiếng luôn à. Tiếng cho thấm cái mình đi nướng. Giờ ướp thấy nó không có vàng ha. Hồi nướng lên nó vàng. Nãy giờ ướp chứ tiếng rồi đó. Nướng được rồi đó. Bị hai gừng sen. Gì vậy? Nướng. Khác rồi hả? Bỏ vô mắt luôn. Bỏ đây. Này nó giữa rồi. Giữa bỏ đi. Chưa đi bỏ đó. Tao mượn này. Nó săn lại rồi đó. Nóng lắm rồi đó, chứ cao vậy. Tới. Hát. Về nướng từ từ nướng chín. Ôi, lại héo gì luôn rồi. Đó, nó vàng rồi nè. Sừng ngon rồi đó. Giống như trình được rồi đó. Cho miếng này ra đây đi. Mời cả nhà ăn xem. Quỷ ơi. Hãy
chưa có xé ra mà ăn vậy mày. Đúng rồi. Ngon ngon tí. Gì ăn mày? Hơi lạc. Hơi lạc phải không? Cay chút muối rồi. Hơi lạc. Đâu đâm cay đâu. Ngon. Ngon. Giòn giòn. Giòn giòn hả? Dạ mày. Quá ngon rồi, nó vàng hết trơn rồi nè. Bây giờ đâm muối ớt ăn chuột. Đúng. Đúng rồi. Máu nè, cho nó cái kia đi, cái này nè, cái đầu này nè. Cái này nè. Ừ, cái đó chính đó. Hai cái lá xoài đi, đem đi nhà nè. Muối ớt chanh nha, nè miếng chanh vô. Chuột nướng chấm muối ớt. Mình ăn chung với cơm nha. Nhưng cái này khét rồi chứ. Không, ăn dưới nước chưa. Ăn mà ngay trời lạnh á nó mới sướng chứ sao không. Bây giờ ngồi đây thì giờ muốn chảy mỡ đi đó. Ai mà muốn giảm ký á ngồi nướng vậy nè, lát mỡ nó chảy ra trơn. Trời ơi, con Tú kêu nó coi nó thét nghẹt hết trơn. Thét đâu thét nè, nó quéo nữa không. Đó, có cái nào chín chưa? Đó, cục nó được rồi đó, cho nó chán vòng rồi đi, chút nữa đi. Ăn cái nữa mình ăn nha, mời cả nhà ăn thịt chuột. Giờ ăn đi, đợi hoài. Không biết chừng nào nữa ăn được. Nó ngon. Xé cục thịt chuột ở nhà nóng quá. Qua. Ôi bốc khói nè. Cả nhà thèm không cả nhà? Em mời cả nhà ăn thịt chuột nha. Ăn gì nướng luôn.
là không có gì bằng thịt thịt chuột đồng. Chuột này biết đâu không? Ở ngoài sông là nó ăn cá nhiều hơn. Nó ăn cá trong mấy cái giớn, mấy con hến á, mấy con cá ở ngoài sông á. Hến mẹ em đúng là nguyên nhân tại nó. Cho nó lên dĩa là đúng. Mấy chục cân rồi chứ rồi. Cái đùi mà nó bự vậy nè. Ăn cùi là nhiều mỡ sợ luôn. Có cái đùi chạy nó tới hồi mà tưởng mới cạp miếng tốn cạp tiêu nha. Mang cái đùi em nó giờ nếu mà chục bự lên nữa con à no luôn á. Chuột này là món khoái khẩu của em cho nên là ăn bằng vài ba con là chuyện bình thường. 5-7 con luôn. Có nhiều người ăn chuột không được, sợ chuột. Mọi người ăn thử một lần đi. Ăn lần là gì luôn. Cái này mà cay chút luôn á, không chấm muối được rồi. Úi cay một tí đâu ăn được đó. Nãy tí nó ngồi đây nó ăn xong nó chạy chổng luôn à. Ơ cái đùi chạy trong nhà luôn à. Ở gì có cơn gió đi qua pha vô bên mặt. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Bây giờ còn mấy cái trên bếp nữa tụi em xử hết luôn á. Bây giờ chào cả nhà ở đây để mà không mất công là ngồi nhai hoài mọi người thèm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về cuộc sống của cô ba miền Tây mỗi ngày nhé.